Trường Giang, Nhã Phương chính là đôi ông Mai bà Mai cho cặp Thiên Ân Phát La. Trước thông tin Thiên Ân và Phát La hẹn hò, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra. Cặp đôi mới toanh này của showbiz từng được nhá hàng trong nhiều bức ảnh tập thể chụp chung với vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang và Nhã Phương. Trên fanpage cũng như Instagram, có không ít ảnh Thiên Ân về thăm căn nhà trọ Dead Tiny nổi tiếng của Trường Giang cùng Phát La. Nhóm nghệ sĩ có những ảnh vô cùng vui vẻ cùng nhau.